chúng sanh và sanh thú. Bốn hạng phàm nhân cùng năm tầng thánh hữu học thấp, trừ tam quả, không thể có mặt ở năm cõi tịnh cư. Trên năm cõi tịnh cư chỉ có thể hiện hữu ba hạng thánh nhân: một, bậc tam quả ngũ thiền; hai, bậc tứ đạo ngũ thiền; ba, bậc tứ quả ngũ thiền. Chư thánh nhân hữu học không bao giờ có mặt ở bốn cõi đạo xứ và cõi vô tưởng, kể cả người tam nhân cũng vậy, bởi vì người tam nhân chỉ có mặt ở cõi nào có thể có thánh nhân mà thôi. Và nếu xét cho cùng, thì người nhị nhân cũng không có mặt ở cõi vô tưởng cùng bốn đạo xứ. Ở cõi vô tưởng thì không có danh pháp, làm sao có được người nhị nhân, còn ở bốn đạo xứ thì dành cho hạng vô nhân. Để dễ nhớ, các ngài hệ thống hóa biểu đồ người, cõi như sau. 1. Bốn cõi đọa xứ chỉ có hạng vô nhân, Dugati, Ahetuka, Pugala, khổ thú vô nhân. 2. Cõi người và cõi tứ thiên dương có được 11 hạng người, trừ người khổ thú vô nhân. 3. Năm cõi dục thiên còn lại có được 10 hạng người, trừ người khổ vô nhân và người lạc vô nhân. 4. Ba tầng phạm xứ sơ nhị tam thiền cùng cõi quảng quả có được 9 hạng người là phàm tam nhân và 8 bậc thánh nhân. 5. Cõi vô tưởng chỉ có 1 hạng người, lạc vô nhân, nhưng lạc vô nhân ở đây cao cấp hơn lạc vô nhân ở cõi dục giới. 6. Năm cõi tịnh cư có được 3 hạng người tam quả, tứ đạo, tứ quả. 7. Bốn cõi vô sắc có được 8 hạng người, phàm tam nhân và 7 bậc thánh nhân trừ sơ đạo. Nếu tính rộng thì trong 31 cõi có đến 214 hạng người. 1. Ở 4 ác xứ có 4 hạng người, 1 nhân 4 cõi. 2. Ở cõi nhân loại và tứ thiên dương có 22 hạng người, 11 người nhân 2 cõi. 3. Ở cõi dục thiên còn lại có được 50 hạng người, lấy 10 người nhân 5 cõi. 4. Ở 10 cõi sắc giới phàm hữu tưởng có được 90 hạng người, 9 hạng người nhân 10 cõi. 5. Cõi vô tưởng trước sau gì cũng có 1 hạng người. 6. Năm cõi tịnh vư có được 15 hạng người, 3 người nhân 5 cõi. 7. Bốn cõi vô sắc có được 32 hạng người, 8 người nhân 4 cõi. 31 cõi còn được phân thành 9 khu vực hữu tình xứ Satavasa. 1. Nanata Kayabumi, những cõi mà chúng sinh có thân tướng dị biệt, gồm có 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền, cõi quảng quả, cùng 5 cõi tịnh cư. 2. Ekata Kayabumi, những cõi mà chúng sinh có thân tướng giống nhau, gồm có 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền, cõi quảng quả, cùng 5 cõi tịnh cư. 3. Nanata Sanibumi, những cõi mà chúng sinh có tâm tái tục khác nhau gồm có 7 cõi thiện thú dục giới và 3 cõi nhị thiền. 4. Ekata Sanibumi, những cõi mà chúng sinh có tâm tái tục giống nhau gồm 4 cõi đọa xứ, 3 cõi sơ thiền, 3 cõi tam thiền, cõi quảng quả và 5 cõi tịnh cư. 5. Asanibumi, cõi mà chúng sinh hoàn toàn vô tri thức, đây ám chỉ cho cõi vô tưởng. 6. Akasanan Jayatana Bumi, cõi không vô biên xứ. 7. Vinana Jayatana Bumi, cõi thức vô biên xứ. 8. Akinchan Nayatana Bumi, cõi vô sở hữu xứ. 9. Nevasan Nasan Nayatana Bumi, cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Người phân theo bốn cấp khác. 1. Nanatakaya Nanatasani, loài chúng sinh có thân tướng khác nhau mà tâm tái tục cũng khác nhau, có ở 7 cõi thiện thú dục giới. 2. Nanatakaya Ekatasani,
Loài chúng sinh có thân tướng khác nhau nhưng tâm tái tục giống nhau, có mặt ở bốn cõi đọa xứ và ba cõi sơ thiền. 3. Ekatakaya Nana Tasani. Loài chúng sinh có thân tướng giống nhau nhưng tâm tái tục khác nhau, có ở ba cõi nhị thiền. 4. Ekatakaya Ekatasani. Loài chúng sinh có thân tướng giống nhau mà tâm tái tục cũng giống nhau, có mặt ở ba cõi tâm thiền, cõi quảng quả và năm cõi tịnh cư. Sở dĩ người vô tưởng và người vô sắc không được kể vào đây, vì cõi vô tưởng thì không có danh uẩn, còn bốn cõi vô sắc thì không có sắc uẩn. Cõi còn được phân theo 7 trường hợp nữa. 1. Cõi thân dị tưởng dị. 2. Cõi thân dị tưởng đồng. 3. Cõi thân đồng tưởng dị. 4. Cõi thân đồng tưởng đồng. 5. Cõi không vô biên. 6. Cõi thức vô biên. 7. Cõi vô sở hữu. Cõi vô tưởng không được kể gì ở đó thiếu danh uẩn. Còn cõi phi tưởng, phi phi tưởng, tuy cũng có danh uẩn như ba cõi vô sắc kia, nhưng không rõ ràng. Vấn đề thánh nhân trên các phạm xứ. Chúng ta thấy rằng không phải lúc nào trên năm cõi tịnh cư cũng có chư phạm thiên, bởi vì nếu trong một khoảng thời gian dài chừng một ước kiếp trái đất hay một A Tăng Kỳ đại kiếp mà không có Đức Phật nào ra đời, thì trên năm cõi ấy cũng hoàn toàn vắng vẻ. Đến khi có một Đức Phật toàn giác ra đời thuyết pháp, thì mới có chư phạm thiên tịnh cư, và các vị ấy sống nhiều lắm là 31.000 kiếp trái đất rồi niết bàn cả. Thế là năm cõi tịnh cư lại tiếp tục hoang vắng. Điều đặc biệt là dù hoang vắng đến mấy cũng không một hữu tình nào có thể sinh vào đó được. Chính vì thế theo như Ngài Buddha Gosa thì năm cõi ấy không được kể vào chính khu vực hữu tình xứ Satavasa hay 7 khu vực thức xứ Vinanathiti. Nhưng Ngài Mahasiva thì lại bảo rằng dù có lúc bị bỏ hoang vắng, nhưng năm cõi tịnh cư đã và sẽ có chư phạm thiên hiện hữu, vậy chúng cũng vẫn được kể vào các khu vực hữu tình xứ hay thức xứ. Như thế nếu xét cho cùng thì ý kiến của hai ngài giáo thọ sư cũng không trái nghịch nhau là mấy. Trong 31 chỉ có ba cõi quảng quả, phi tưởng phi phi tưởng và sắc cứu cánh thiên mới được gọi là những chung điểm của sinh thú, bhavaga hay những cõi tột đích. Sở dĩ gọi như vậy là vì đối với chư thánh nhân hữu học, một khi đã sinh vào một trong ba cõi này rồi, thì dù có hết tuổi thọ, khi chưa chứng tứ quả, cũng không thể sinh sang cõi khác được. Nói vậy có nghĩa là nếu các vị thánh hữu học trên cõi quảng quả và cõi phi tưởng phi phi tưởng đã sống hết thọ mạng mà vẫn chưa trở thành La Hán, thì phải tái sinh trở lại ngay cõi đó để tu tập, cho đến khi nào chứng tứ quả thì thôi, chứ không sinh lên hay xuống các cõi khác được. Riêng về chư vị Anaham ở cõi sắc cứu cánh thiên, Akanita thì trước sau gì cũng phải viên tịch niết bàn, ngay kiếp sống hiện tại không bao giờ có việc phạm thiên cõi sắc cứu cánh thiên lần thứ hai. Điều đó là quy luật. Có tất cả hai trường hợp bất lai, một phải là Anagami, ở đây chỉ cho chư phạm thiên tam quả, hai Jhana Anagami, tức chư phạm thiên thuộc hai tầng thánh hữu học. Sở dĩ hai bậc phạm thiên hữu học này được gọi là bất lai vì các vị ấy cũng không bao giờ tái sinh trở lại cõi dục giới. Có vấn đề liên quan cần nhớ là đối với chư phạm thiên trong bốn cõi tịnh cư cũ mà luôn luôn phải sinh lên các cõi cao hơn thôi. Đối với chư phạm thiên hữu học ngoài cõi tịnh cư nào có thể tái sinh trở lại cõi ấy cũng được, hay là sinh lên các tầng phạm xứ cao hơn chứ không thể sanh xuống các cõi thấp hơn, điều này đã được các ngài giáo thọ sư nhìn nhận. Nói tóm lại, cõi quảng quả, cõi phi tưởng phi phi tưởng và cõi sắc cứu cánh thiên đều là những cõi tột đích của các sinh thú bhavaga. Cõi quảng quả là tột đích của các cõi phạm thiên phàm vức. Cõi sắc cứu cánh thiên là tột đích của các cõi phạm thiên thánh vức,
còn cõi phi tưởng phi phi tưởng là tột đích của cả tam giới. Uy lực của một Đức Phật toàn giác rất lớn, có sức ảnh hưởng đến nhiều vũ trụ. Mỗi khi vị Bồ Tát kiếp chót nhập thai hay đản sanh, thì cả 10.000 vũ trụ này gọi là Pratiketa, sanh dứt của một Đức Phật. Khi chư Phật toàn giác đọc tụng hay thuyết giảng một bài kinh, một pháp thoại đặc biệt nào đó, thì cả 1.000 tỷ, 1 ức cô ti vũ trụ đều rung chuyển. Phạm vi đó được gọi là một Anaketa, uy dứt của chư Phật. Trong phạm vi uy dứt ấy có đủ 4 hạng phàm nhân, họ có thể tái tục và sinh sống ở đó. Trong phạm vi sanh dứt còn có thêm chư thánh nhân, các vị có thể tái tục hay chỉ sống nhờ ở đó. Còn đối với các vũ trụ nằm ngoài phạm vi sanh dứt thì không có vị thánh nhân nào tái tục cả. Nếu có thánh nhân thì chỉ là thánh nhân trong thời kỳ bình nhật và chỉ toàn là người quả. Ở các vũ trụ ấy cũng có tầng phạm xứ tịnh cư, nhưng chư thánh tam thiền trong phạm vi sanh dứt không bao giờ tái tục qua đó, bởi các vị không còn tha thiết trong sự hưởng cầu sinh thú nữa. Sở dĩ ở các vũ trụ nằm ngoài phạm vi sanh dứt có sự hiện diện của chư thánh nhân trong thời bình nhật là vì các vị phạm thiên tịnh cư trong khu vực sanh dứt muốn sống diễn ly để tìm sự lạc trú cho mình, nên đã rủ nhau bay ra đó cư trú. Vấn đề thế giới thành hoại gọi là kiếp hay kappa có 4 trường hợp. 1. Ayukappa, thọ mạng kiếp, tức chỉ cho thời gian trong một cuộc đời, một kiếp sống của các chúng sinh. Kiếp sống của mọi hữu tình lâu mau bất định, như đối với nhân loại có khi sống đến cả A Tăng Kỳ năm, rồi có lúc chỉ sống đến 10 tuổi. Chú thích, nếu viết ra số thì là 1 số 1 với 140 con số 0, hết chú thích. Còn Phạm Thiên cõi phi tưởng, phi phi tưởng thì có hạn lượng tuổi thọ 84.000 đại kiếp. Sau đây là câu giải tự về danh từ thọ kiếp Ayukappa. Thọ kiếp là ấn định về hạn lượng tuổi thọ của các loài hữu tình. 2. Antarakappa, trung gián kiếp. Cứ 2 lần tăng giảm tuổi thọ nhân loại thì được gọi là 2 trung gián kiếp. Nghĩa là vào thời sơ kiếp, lúc quả địa cầu mới hình thành, con người sống đến 1 A Tăng Kỳ năm, rồi từ đó giảm dần xuống chỉ còn 10 tuổi. Từ 10 tuổi lại tăng dần lên tới 1 A Tăng Kỳ năm, rồi từ đó lại giảm dần xuống còn 10 tuổi. Khoảng thời gian ấy còn được gọi là 1 trung gián kiếp. 3. Asankeya Kappa, vô gián kiếp. 64 gián kiếp được gọi là 1 vô toán kiếp. Có một vị giáo thọ sư Kheti Acharya bảo rằng 20 trung gián kiếp là 1 vô toán kiếp. Có vị lại bảo rằng 80 trung gián kiếp là 1 vô toán kiếp. Theo các nhà học giả xưa kia ở Ấn Độ thì 14 trung gián kiếp bằng 1 vô toán kiếp. Tiếng vô toán kiếp được chỉ cho 4 trường hợp. A. Savata Asankhaya Kappa, ngay thời điểm 1.000 tỷ, tức 1 ức cô ti vũ trụ bị tiêu hoại, được gọi là hoại vô toán kiếp, các ngài đã giải thích như sau. Samvatati Samvato, gọi là kiếp hoại, tức chỉ cho thời điểm các vũ trụ đang bị tiêu hoại. B. Samvatathaji Asankhaya Kappa, thời điểm mà vũ trụ vừa tiêu hoại xong, bầu không gian trước giờ bị vũ trụ choáng chỗ, đến lúc ấy sẽ hoàn toàn trống trải bao la. Giai đoạn đó được gọi là không vô toán kiếp, như các ngài đã giải thích. Giai đoạn vừa bị tiêu hoại xong được gọi là kiếp không. C. Vivata Asankhaya Kappa, sau khi trải qua một thời gian dài, một vũ trụ mới mẻ khác được phôi tạo từ từ, ta gọi thời điểm hình thành vũ trụ ấy là thành vô toán kiếp, gọi là kiếp thành, tức chỉ cho giai đoạn vũ trụ đang được phôi tạo. D. Vivatathaji Asankhaya Kappa, giai đoạn mà vũ trụ đã được cấu tạo và hình thành một cách thực sự hoàn chỉnh,
có đủ nhật nguyệt tinh tú sinh vật núi non sông biển thì được gọi là trụ vô toán kiếp. Gọi là kiếp trụ tức chỉ cho thời điểm vũ trụ đã thật sự hoàn chỉnh. 4. Mahakapa, đại kiếp, 4 vô toán kiếp, thành, trụ, hoại, không, gom lại, được gọi là một đại kiếp. Thời gian của một đại kiếp không thể tính bằng đơn vị năm tháng được, mà phải hiểu theo ví dụ sau đây. Có một khối hạt cải đồ sộ khoảng 100 do tuần vuông, cứ 100 năm lại lấy ra một hạt, cho đến khi nào cả đống hạt cải ấy hết nhẵn, thì đó là thời gian của một đại kiếp. Cho nên các ngài đã định nghĩa tiếng đại kiếp như sau. Đại kiếp là một khoảng thời gian chỉ được tính theo ví dụ, chứ không thể dùng đơn vị năm tháng. Nãy giờ là nói theo khía cạnh phổ thông, bây giờ bàn về khía cạnh chuyên môn của Phật giáo, gọi là kiếp theo Phật giáo chuyên khoa thì có hai trường hợp, khiếm kiếp Sunakapa và bất khiếm kiếp Anunakapa. Khiếm kiếp là kiếp không có chư Phật toàn giác, độc giác và chuyển luân dương ra đời. Còn bất khiếm kiếp là kiếp có các vị ấy ra đời. Khiếm kiếp có bốn. Một, Sunna Mahakapa, khiếm, đại kiếp là trái đất không có Đức Phật toàn giác ra đời. Hai, Sunna Asankhayakapa, khiếm vô toán kiếp, ám chỉ cho ba thời điểm không có chư Phật ra đời. Hoại vô toán kiếp, không vô toán kiếp và thành vô toán kiếp. Ba, Sunya Atara Kapa, khiếm trung gian kiếp, tức trung gian kiếp mà không có chư Phật ra đời. Bốn, Sunya Ayukapa, khiếm thọ kiếp, chỉ cho giai đoạn nhân loại sống hơn 1 ức tuổi hoặc dưới 100 tuổi. Vào các thời điểm đó cũng không bao giờ có chư Phật ra đời, nên gọi là khiếm thọ kiếp. Có 5 trường hợp bất khiếm kiếp. 1. Sarakapa, đại kiếp, Mahakapa mà có một Đức Phật toàn giác ra đời, tài kiếp. 2. Mandakapa, đại kiếp mà có hai Đức Phật toàn giác ra đời, duyên kiếp. 3. Varakapa, đại kiếp mà có ba Đức Phật toàn giác ra đời, ưu kiếp. 4. Saramankapa, đại kiếp mà có 4 Đức Phật toàn giác ra đời, tài duyên kiếp. 5. Badakapa, đại kiếp mà có đến 5 vị chánh đẳng giác ra đời, tạm dịch là hưng kiếp hay hiền kiếp. Điều nên nhớ là trong mỗi đại kiếp có tối đa là 5 đức chánh đẳng giác mà thôi, không bao giờ có tới vị thứ 6. Theo bộ Anagatavamsa Athakatha đã xác nhận như vậy. Giải rộng về hoại kiếp. Hoại vô toán kiếp Samvata Asankhayakapa có 3 trường hợp. 1. Tejo Samvata Asankhayakapa, hỏa hoại kiếp, tức hoại kiếp được bắt đầu bằng lửa. 2. Aposamvata Asankhayakapa, thủy hoại kiếp, tức hoại kiếp được bắt đầu bằng nước. 3. Ayusamvata Sankhayakapa, phong hoại kiếp, tức hoại kiếp được bắt đầu bằng gió. Nghĩa là các vũ trụ có nhiều cách tiêu hoại, hoặc bằng lửa, bằng nước hay bằng gió. Cứ 7 lần bị tiêu hoại bằng lửa thì có 1 lần bị tiêu hoại bằng nước, và sau 7 lần tiêu hoại bằng nước thì có 1 lần tiêu hoại bằng gió. Vậy phải trải qua 63 trái đất mới có 1 trận tiêu hoại bằng gió. Và cứ 64 trái đất như thế thì được gọi là một chu kỳ có 8 tiểu chu kỳ. Trong mỗi tiểu chu kỳ có 8 đại kiếp, tức kiếp địa cầu. Trong 8 đại kiếp đó có liên tục 7 đại kiếp tiêu hoại bằng lửa. Đại kiếp cuối cùng sẽ tiêu hoại bằng gió. Đó là quy trình tiêu hoại của một chu kỳ. Hết đại chu kỳ này thì lại bắt qua đại chu kỳ khác. Cứ thế và cứ thế. Như đã nói ở trước, mỗi Đức Phật toàn giác đều có 3 giới vứt sinh hoạt, sanh vứt, uy vứt và tuệ vứt. Khi các ngài nhập thai kiếp chót, khi đản sanh, thành đạo và niết bàn, thì cả 10.000 vũ trụ đều rung chuyển kinh động,
phạm vi bị ảnh hưởng gió được gọi là sanh dứt, pratiketa của Đức Phật. Khi chư Phật tụng các bài kinh đặc biệt như Khandaparita, Atanatiya Parita, Dajagaparita, Moraparita, Ratanasuta thì có đến 1.000 tỷ vũ trụ bị kinh động, phạm vi đó được gọi là uy dứt Anaketa của Đức Phật. Giới dứt cuối cùng của chư Phật là tuệ dứt Visayaketa, phạm vi đến đi của trí tuệ chư Phật. Giới dứt này không có giới hạn. Bởi trí lực của chư Phật là vô biên, nên những pháp giới mà các ngài thông đạt cũng vô lượng. Các vũ trụ mà ngài có thể nhìn thấy cũng vô số. Khi các vũ trụ trong uy dứt bị tiêu hoại thì tất cả vũ trụ trong sanh dứt cũng bị tiêu hoại theo. Các vũ trụ ngoài ra đó nằm trong tuệ dứt thì không bị ảnh hưởng gì. Thế giới chúng ta hiện đang ở giai đoạn kiếp trụ. Sau khi đã trải qua đủ 64 trung gián kiếp và ở trung gián kiếp cuối cùng từ 1 A Tăng Kỳ năm đã giảm xuống 1.000 tuổi thì thế giới bắt đầu đi đến băng hoại. Nguyên nhân dẫn đến sự băng hoại thế giới Loka Vinasa chính là tham sân si. Khi nào chúng sinh có phiền não tham mãnh liệt thì thế giới sẽ bị tiêu hoại bằng lửa. Khi nào chúng sinh bị phiền não sân chi phối mạnh mẽ thì thế giới sẽ bị tiêu hoại bằng nước. Khi nào các chúng sinh bị phiền não si dây phủ dày chặt thì khi ấy thế giới sẽ bị băng hoại bằng gió. Sở dĩ như vậy là vì các ngài giải thích rằng tham chẳng khác nào lửa đỏ, sân chẳng khác gì nước cường toan, còn si thì giống như khí độc. Trong kinh ghi rằng mỗi khi sắp có một sự kiện hay một biến cố nào quan trọng xảy ra, thì từ khoảng không gian bao la của vũ trụ sẽ có chư thiên hay phạm thiên bay đi thông tri cho mọi người cùng biết để chuẩn bị những gì cần thiết. 1. Kapaloka Hala. Trước khi thế giới bị băng hoại 1 ức năm, luôn luôn có người thông tri trước. 2. Buddhakola Hala. 1.000 năm trước khi một Đức Phật toàn giác ra đời, cũng có thiên nhân đi thông báo. 3. Chakavatikola Hala. 100 năm khi chuyển Luân Dương ra đời, cũng có thiên nhân thông báo. 4. Mangalakola Hala. Trước khi bậc đạo sư thuyết bài hạnh phúc kinh khoảng 12 năm, cũng có chư thiên thông báo. 5. Monaya Kola Hala. Trước khi bậc chân tu thánh sĩ như Phật Độc Giác hay chư đạo sĩ Đại Thắng Trí ra đời khoảng 7 năm, cũng có chư thiên đi thông báo. Giải rộng về hỏa hoạn kiếp. Trước khi bắt đầu vào giai đoạn băng hoại bằng lửa, trong không gian bao la của các vũ trụ sẽ xuất hiện một đám mây khổng lồ tên là Kapavinasamahamegha, đám mây tàn phá đại kiếp. Đám mây này thật lớn, lúc đó mọi người vui mừng hỉ hả, bắt tay vào công việc ruộng nương rẫy bái một cách hào hứng. Thế rồi khi hoa màu vừa được tươi tốt, phát triển ít lâu, đám mây quái ác kia bắt đầu ầm ì những tiếng rền vang khủng khiếp. Trời không còn mưa nữa, hoa màu chết dần như trong chánh tạng bậc đạo sư đã thuyết. Này các tỷ kheo, khi đám mây kia vang rền những tiếng nổ như vậy thì mưa không còn rơi xuống, và suốt cả trăm năm, ngàn năm, cả muôn năm, cả ức năm, địa cầu bị hạn hán, các loài sống bằng nước mưa đã lần lượt chết hết và sinh lên tầng phạm thiên sứ nhị thiền. Tiếp theo đó, các loài hữu tình khác, kể cả các thiên nhân, những chúng sinh sống bằng cây trái, cũng mạng chung, rồi sinh về phạm thiên giới. Sau đó một thời gian, nước trong ao hồ sông rạch khô cạn dần, các loài thủy tộc cũng chết hết, và sau đó sinh lên phạm thiên giới. Thế rồi khi mặt trời thứ bảy mọc lên, chúng sinh trong địa ngục đều bị hủy diệt hết cả.
Qua đoạn trên, có lẽ ai cũng thắc mắc rằng, phàm muốn sinh lên phạm thiên giới, trước hết phải chứng đắc một tầng thiền định nào đó, mà đối với các hữu tình thời kỳ hoại kiếp đều mạng chung, một cách vội vã bức bách như thế, sao lại có thể chứng thiền định để sinh lên phạm thiên giới được? Đây là câu trả lời cho thắc mắc đó. Các loài súc sinh trong thời hoại kiếp không phải từ đọa xứ trực tiếp sinh lên phạm thiên giới. Chúng sinh phải làm nhân loại trước, rồi từ đó sinh lên các cõi dục thiên. Từ các cõi dục thiên, những chúng sinh ấy đã tu tập thiền định và sau đó mới sinh lên cõi phạm thiên. Sở dĩ mọi việc diễn tiến êm xuôi như vậy là vì theo quy luật từ ngàn xưa, trước khi thế giới bị băng hoại, thì có một nhóm thiên nhân dục giới mang tên Loka Biyuha Devata tự nhiên linh cảm được nỗi nguy cơ sắp xảy ra cho mọi người. Các vị tự biết rằng một ức năm nữa thế giới sẽ bị hủy diệt, nên liền dẫn nhau hiện xuống cõi người với bộ dạng thiểu não buồn khổ cùng cực, rồi đi khắp nơi thông báo cho tất cả cùng hay biết chuyện đó để mọi người ráng lo tu tập. Thế rồi cứ mỗi thế kỷ các thiên nhân ấy lại bay đi thông báo một lần, nội dung của lời bố cáo ấy cũng xoay quanh việc khuyến khích mọi người hiếu kính đối với cha mẹ và tu tập tứ phạm trú vô lượng tâm. Theo một số vị giáo thọ sư thì việc biết trước ấy không phải do các thiên nhân linh Loka Biyuha Devata cảm, mà chỉ do các vị đó y cứ vào hiện tượng thoái đọa của nhân loại nên mới tiên tri như vậy. Đồng thời cũng có một số ý kiến khác cho rằng việc các thiên nhân Loka Biyuha Devata biết trước được sự kiện thế giới băng hoại là do chư phạm thiên cho hay và sai đi thông báo. Nói về nhân loại và chư thiên cõi dục giới, sau khi nghe thông báo về mối nguy cơ khủng khiếp kia thì ai cũng nhất tâm tu hành tạo trữ công đức, nhất là phát triển bốn pháp phạm trú. Sau khi mệnh chung, tất cả đều sinh lên phạm thiên giới như đã nói ở trước. Còn đối với các chúng sinh đọa xứ như địa ngục, bàn sinh, ngạ quỷ, Atula thì đều nhờ thiện hậu báo nghiệp từ đời trước mà sinh về thiên giới, rồi từ đó lại sinh lên phạm thiên giới. Ta nên biết rằng trong quá trình tử sinh của mỗi người, ai cũng có tạo trữ ít nhiều công đức. Chính những công đức ấy bây giờ trở thành hậu báo nghiệp để nâng đỡ họ trong thời điểm cấp bách này. Nhưng có điều là đối với những chúng sinh có ác nghiệp không đến nỗi quá nặng nề thì mới được như vậy. Còn đối với các chúng sinh trót tạo trọng nghiệp như những người bị tà kiến trầm trọng, thì khi vũ trụ này bị băng hoại, họ sẽ sinh qua những vũ trụ nằm ngoài phạm vi đang bị cơn lốc băng hoại hoành hành, để tiếp tục bị sa đọa và chịu đựng khổ hình. Đó là theo các vị chú giải sư, còn một số vị giáo thọ sư khác thì bảo rằng khi các vũ trụ rơi vào giai đoạn băng hoại, thì những chúng sinh mắc phải trọng nghiệp như tà kiến nặng chẳng hạn, hay phạm vào ngũ nghịch đại tội, cũng đều thoát khỏi đọa xứ, chứ không bao giờ có việc sinh sang các vũ trụ khác để tiếp tục bị đọa lạc. Các vị ấy đưa ra lời giải thích rằng, những chúng sinh đó lúc còn mang thân nhân loại, dù ác kiến thế nào đi nữa, nhưng sau khi sinh xuống địa ngục, cũng tự ý thức được sự sai quấy của mình và biết từ bỏ quan kiến cũ. Đó cũng nhờ họ có được trí nhớ tiền kiếp. Rồi khi vũ trụ sắp bị băng hoại, nhóm thiên nhân Loka Biyuha bay đi thông báo cùng khắp cho mọi người được biết, thì lúc ấy các chúng sinh nọ sẽ nhờ vào phần công đức lưu trữ từ đời quá khứ có thể giúp họ được như vậy, và cũng do trong hiện tại họ đã biết hồi tâm phản tỉnh. Sau khi sinh lên thiện thú rồi, họ lại gia công tu tập thiền định để được sinh về phạm thiên giới như bao chúng sinh khác.
mà đã muốn thì được, thế thôi. Trở lại vấn đề băng hoại của thế giới, sau một thời gian dài trời không mưa, thì tất cả cây cối, thảo mộc và các hữu tình đều lần lượt chết dần. Lúc đó không còn ngày đêm gì nữa. Bởi vì lúc nào trời đất cũng nóng như thiêu, mặt trời này vừa lặn thì mặt trời khác mọc lên. Mặt trời lúc đó tỏa nhiệt khủng khiếp hơn bây giờ, và vị thiên tử trông coi mặt trời cũng không còn ở trên đó nữa. Vị ấy đã tu tập thiền định rồi sinh về phạm thiên giới từ lâu trước khi mặt trời thứ hai mọc lên. Tòa kim điện hình của thiên tử ấy lúc đó cũng rực rỡ hơn bởi sức nóng mặt trời bấy giờ. Bầu không gian của các vũ trụ lúc đó cũng hoàn toàn không có một gợn mây. Mọi thứ trên mặt đất đều bị nắng đốt khô cằn, kể cả các con sông lớn cũng bị cạn nước khi mặt trời thứ ba mọc lên. Thế rồi cách đó ít lâu, mặt trời thứ tư lại xuất hiện. Các đại hồ trên thế giới như Anotata, Kunala, Ratakala, Mandakini, Sihapapata, Kanamunda, Jadanta cũng đều cạn khô. Khi mặt trời thứ năm xuất hiện thì cả bốn đại dương cũng hết nước, tìm một tí nước biển để thấm ngón tay cũng không có. Khi mặt trời thứ sáu xuất hiện thì cả 1.000 tỷ vũ trụ bị bốc khói mù mịt để sẵn sàng phát cháy. Chính trong Satan Gautara Pali, bậc đạo sư cũng đã bảo rằng lúc mặt trời thứ sáu mọc lên, cả 1.000 tỷ vũ trụ chẳng khác gì những chiếc bình gốm trong lò nung, tất cả đều bốc khói hừng hực. Thế rồi, tới thời điểm mặt trời thứ bảy xuất hiện, cả 1.000 tỷ vũ trụ đồng loạt bốc cháy cùng với những tiếng nổ long trời lở đất. Điểm xuất phát của ngọn lửa là bắt đầu từ các cõi nhân loại, rồi lần lượt cháy lên các cõi tứ thiên dương, đạo lợi, dạ ma, đấu xuất, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại, và cháy cả ba cõi sơ thiền, rồi ngọn lửa dừng lại ở đó. Chỗ nào bị ngọn lửa kinh khủng đó đi qua thì hoàn toàn tiêu tan hết cả. Thế là toàn bộ 1.000 tỷ thế giới đều bị phân hủy, băng hoại. Còn ngọn lửa kia sau khi đã không còn gì để hủy diệt nữa thì cũng tự động tắt ngấm, nhường chỗ cho một không gian bao la đầy bóng tối. Giai đoạn mông muội này kéo dài suốt một thời gian rất lâu. Sự hình thành của tân vũ trụ. Sau giai đoạn mông muội dài đăng đẳng, trong không gian vô tận của những vũ trụ đã bị băng hoại, sẽ có những đám mây xuất hiện và trút xuống một trận mưa. Lúc đầu, hạt mưa chỉ li ti như bụi, rồi to dần bằng hạt mè, hạt gạo. Cuối cùng, các hạt mưa to bằng thân cây thốt nốt. Vị trí cũ của 1.000 tỷ vũ trụ bị băng hoại ngày nào, bây giờ đầy ắp nước mưa. Mặt nước lại từ từ dâng cao lên tới cõi nhị thiền, rồi đứng lại. Phía dưới khối nước khổng lồ là một lớp gió có nhiệm vụ nâng đỡ không cho nước mưa rơi xuống và giữ cho khối nước được lơ lửng mãi như thế. Rồi tự dưng, mặt nước lại rút thấp dần, rút ngang chỗ ba cõi sơ thiền cũ thì tự nhiên ba cõi ấy được hình thành. Tiếp theo đó là các cõi tha hóa tự tại, hóa lạc thiên, đấu xuất dạ ma cũng được hình thành. Nói chung, mặt nước rút xuống đến đâu thì các cõi lần lượt hiện ra theo đến đó. Nhưng khi rút xuống tới vị trí cũ của hai tầng dục thiên thấp là đạo lợi và tứ thiên dương, thì hai cõi này vẫn không hiện ra bởi chúng phải nằm trên núi Tu Di, mà núi Tu Di lại có liên hệ với mặt đất. Khi mặt đất chưa hình thành thì núi Tu Di vẫn không thể xuất hiện được. Thế rồi mặt nước lại tiếp tục rút xuống tới vị trí mặt đất ngày nào. Lúc đó có một luồng kình phong thổi đến, bao bọc lấy khối nước còn lại như người ta giữ nước trong lớp vải bọc vậy. Trên mặt nước đó bắt đầu hình thành một khối lục địa bồng bềnh
như lá sen trong hồ. Đất trong khối lục địa đó màu vàng, giống như màu hoa Kanikara và mùi vị vô cùng thơm ngon. Điểm đặc biệt ở đây là khu vực bảo tọa giác ngộ. Bodhi Palanka của chư Phật luôn cháy sâu cùng trong giai đoạn hoại kiếp và lúc nào cũng được hình thành trước nhất trong thời điểm thành kiếp. Nếu trong vô toán kiếp đó có được bao nhiêu Đức Phật ra đời, thì ngay tại khu vực đó sẽ mọc lên bấy nhiêu hoa sen để làm biểu tượng Puba Nimitta, và chỉ có chư Đại Phạm Thiên mới thấy được các hoa sen ấy thôi. Nếu trông thấy có hoa sen mọc lên tại khu vực bảo tọa giác ngộ, thì các vị ấy tỏ vẻ vui mừng hoan hỷ. Còn như không thấy hoa sen nào, thì họ sẽ cất tiếng than vang cho mọi người cùng nghe thấy. Ôi, thật bất hạnh cho chúng ta làm sao, thế giới sẽ bị hủy diệt mất thôi, cõi thế sẽ không được soi sáng. Mọi người nghe vậy ai cũng buồn rầu lo lắng. Sau khi địa cầu đã thực sự hình thành hoàn chỉnh, các Phạm Thiên hết tuổi thọ trên cõi Quan Âm, Abhasara sẽ hóa sinh xuống làm nhân loại. Nhân loại lúc đó có thân tướng xinh đẹp và uy nghi như Phạm Thiên. Vấn đề giới tính cũng chưa được ai biết đến. Mọi người đều có hào quang rực rỡ và có thể bay trên hư không. Sau một thời gian dài sống tịnh lạc như vậy, từ trong tập quần nhân loại lại xuất hiện những người đa dục. Đa dục ở đây chỉ có nghĩa là tham đắm trong vị ngon của đất. Buổi đầu họ chỉ lấy tí đất nếm thử, sau đó phát hiện trong đất có mùi vị thơm ngon nên đã đâm nghiện rồi ăn mãi. Từ ít người ăn rồi đến nhiều người ăn, cuối cùng thì họ tham đắm trong chuyện ăn uống đó. Thế rồi tất cả nhân loại không còn phát sáng được nữa. Địa cầu rơi vào bóng tối âm u dễ sợ. Ai cũng kinh khiếp khi phải sống thiếu ánh sáng và thầm mong sống lại những ngày quang đãng của thuở nào. Lúc đó, mặt trời hiện ra trên bầu trời và ánh sáng đã chan hòa khắp nơi. Mọi người thấy thế mừng quá, họ gọi thiên cầu đó bằng cái tên Surya, cái đem lại sự can đảm. Nhưng rồi đã là mặt trời thì phải có lúc lặn đi, thế giới lại tiếp tục chìm vào bóng tối. Tất cả nhân loại lại rơi vào tâm trạng sợ hãi như cũ. Đúng lúc đó, mặt trăng xuất hiện, mọi người mừng rỡ và đặt tên cho thiên thể đó là Chandra, cái làm cho mọi người vui mừng. Sau khi mặt trăng và mặt trời đã có, thì các tinh tú cũng lần lượt xuất hiện, rồi vấn đề đêm ngày năm tháng, quý tiết cũng được ấn định. Vào ngày trăng tròn tháng tư của năm đầu tiên, kể từ ngày trời đất có nhật nguyệt tinh tú, thì cả sáu khu vực sau đây, Đại Sơn Tu Di, Đại Sơn Chakavala Hoàng Vũ, Đại Sơn Hy Mã cùng các đại dương cũng được hình thành. Về vấn đề hình thành đó được giải thích như sau: những chỗ u lồi của mặt đất sẽ mọc lên núi non, những chỗ lõm sâu thì trở thành biển cả, còn các mặt bằng thì trở thành từng dãy bình địa gọi là đại châu hay tiểu châu. Trong tập quần nhân loại, kể từ ngày có sự tham đắm trong việc ăn uống, rồi thì dung sắc của mọi người bắt đầu có sự khác biệt với nhau, kẻ thì xinh đẹp, người thì thô xấu. Và kể từ lúc ác pháp hiện khởi rõ rệt, tức là loài người bắt đầu bị thân kiến và mạn chấp chi phối mạnh mẽ, thì mặt đất không còn giữ được mùi vị thơm ngon như ngày nào nữa. Và càng lúc càng trở nên thô cứng, nhạt nhẽo hơn. Giai đoạn thô cứng nhạt nhẽo đó, dù gì cũng thơm ngon phần nào, thế rồi sau cùng thì hoàn toàn nhạt thếch. Lúc đó, trên địa cầu lại xuất hiện một loại dây bò lan để chúng sinh có cái để ăn. Dần dần rồi giống dây bò đó cũng không còn nữa, mà lại có một giống lúa tên là lúa sa ly mọc lên để thay thế. Lúa sa ly ấy có mùi vị rất thơm ngon, nên loài người cũng tham đắm trong đó. Lúc đầu, khi nào muốn ăn thì mới hái, sau đó thì hái để dành.
Thế là nhân loại còn sinh ra thêm cái tật xấu mới nữa là chấp thủ. Lúa Sali thời đó có điểm đặc biệt là không có trấu bên ngoài, và muốn nấu thành cơm cũng không khó, chỉ cần bỏ vào nồi hay đồ đựng nào đó, rồi đem đặt lên một tảng đá. Lát sau, tự dưng cơm sẽ chín. Khi ăn uống phức tạp thô thiển như vậy một thời gian, loài người bắt đầu biết bài tiết bằng cách đường đại, đường tiểu. Như vậy, bộ phận sinh dục đã hiện ra ở cơ thể mỗi người, hoặc là nam, hoặc là nữ. Từ thuở mới hóa sinh xuống địa cầu, loài người ai cũng giữ được cận định. Tới khi nhận ra sự khác biệt nhau về mặt sinh lý, thì cận định bị hoại và tham dục tăng trưởng mạnh mẽ. Sau đó không lâu, nhân loại biết tới vấn đề quan hệ tính giao và cuộc sống vật chất của họ ngày một vất vả khó khăn hơn. Khó khăn hơn ở đây chỉ có nghĩa là mọi người phải bỏ ra chút ít công sức để kiếm miếng ăn, bởi vì lúc ấy lúa Sali đã có thêm lớp vỏ trấu bên ngoài. Kể từ ngày cận định đã bị mất, nhân loại không còn bay trên hư không được nữa, và trong điều kiện sinh tồn khá chật vật đó, mọi người đã biết tính toán hơn thua với nhau. Để người này khỏi phải bị kẻ kia giành phần ăn, họ đã phân chia đất đai ra từng phần cho mỗi cá nhân. Thế là vấn đề tư hữu bắt đầu nảy sinh từ đó. Rồi trong thế giới loài người lại có tình trạng gian dối xảy ra. Người ta dùng biện pháp cảnh cáo 3 lần bằng cách đánh đập rồi đuổi. Sau cùng, thấy cuộc sống tập thể thiếu ý thức tự giác, nên mọi người đã nhất trí với nhau là bầu chọn một người nào đó có nhiều phước báo nổi bật để đưa lên cương vị cầm đầu tất cả mọi người và giao cho trọn quyền xét xử mọi vụ sự rắc rối. Trong kinh ghi rằng vào thời điểm ban sơ của trụ kiếp hiện tại, Đức Bồ Tát đã được bầu làm vị hoàng đế đầu tiên của nhân loại, bởi Ngài có đủ những đức tính đặc biệt như thông tuệ, chánh niệm, ưa thiện, ghét ác. Muốn biết thêm về thời kỳ sơ kiếp, xin nghiên cứu trong Digan Nikaya, bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Agana Sutta. Tóm lại, qua từng chuyển biến của thế giới vừa trình bày xong, ta nên đi sâu thêm về cách phân chia giai đoạn của đại kiếp tiêu hoại bằng lửa. 1. Từ khi có đám mây Kapha Vinasa xuất hiện cho đến khi ngọn lửa thiêu hủy các vũ trụ hoàn toàn tắt ngấm thì được gọi là giai đoạn hoại kiếp. 2. Từ khi ngọn lửa kia tắt ngấm cho đến lúc có cơn mưa trút xuống không gian bao la của các vũ trụ được gọi là hư kiếp hay không kiếp. 3. Kể từ lúc cả ngàn tỷ vũ trụ đầy ắp nước mưa cho tới khi nhật nguyệt tinh tú xuất hiện đầy đủ thì được gọi là giai đoạn thành kiếp. 4. Kể từ khi đất trời nhật nguyệt có đủ cho đến lúc đám mây hủy kiếp xuất hiện được gọi là giai đoạn trụ kiếp.